look, what? Những bố bông đã được làm thành sẵn đang bán trong chợ của cô để chào mừng lễ độc lập, lễ sinh nhật của nước Mỹ. Là pháo hoa nó bán sẵn, bỏ vô bịch nè, bỏ vô hộp vậy, bán sẵn ở Costco 30 đồng. Mình có thể mua về để mà đốt pháo hoa ở nhà. Còn nếu mà mình không có thời gian đi tới chỗ nó bắn pháo hoa công cộng, của cộng đồng, một bịch vậy là, một hộp vậy là nhiều pháo lắm. Cả nhà con cũng mua một cái về để dành tới lễ để tụi con đốt. Quá trời luôn. Hôm nay thì gia đình mình đi chợ của cô để mua đồ chuẩn bị ăn lễ 4th of July. Thank you.
Ha 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 ha.